rất là báo táp. Đây là tour bảo tố, không phải là tour hủ tiếu. Đây là một tour về những món hủ tiếu người Hoa rất là lạ. Nếu như mà bạn không sống ở Sài Gòn, bạn không sống ở khu người Hoa, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ nghe tới mấy món này. Ba con người này chưa bao giờ ăn. Và món đầu tiên tụi mình ăn là hủ tiếu hồ. Hủ tiếu hồ. Tại sao lại gọi là hủ tiếu hồ? Không phải là bởi vì chủ quán tên là hồ nên gọi là hủ tiếu hồ đâu, mà bởi vì món này tên là hủ tiếu hồ. Tức là không phải trong đó có hồ đâu. Hủ tiếu ở đây rất là đặc biệt vì có một cái mùi rất giống pha lấu. Nhưng mà những bạn nào mà kén ăn khó ăn thì sẽ không chịu được cái mùi này đâu. Tại vì nó có mùi lòng, nó hơi mùi lòng. Cái nào mình hay người ta nói là hơi hôi á. Lưỡi nè, có lưỡi. Huyết. Đây đặc biệt là một sợi hủ tiếu rất đặc biệt. Đây đâu phải là sợi đâu, nó còn đâu có ra cái sợi bánh đâu. Hủ tiếu luôn á. Nó giống giống như bánh đa nhỉ. Nhưng mà nó không phải là bánh đa, ăn vị nó không phải bánh đa. Chị hết ra hình vuông rồi chị. Chị đem một đống bánh. Chị bươi quá. Bươi ra bấy ra luôn rồi. Cái sợi này xào rất là ngon, thường thường món người Hoa thì người ta mới có cái sợi này thôi. Cái này gọi là lưỡi đúng không? Lưỡi. Trời ơi, ăn cái này cực thích luôn á. Cái nước này tưởng nó rất là ngọt nhỉ. Ngọt không? Không, ăn nó không ngọt như mình nghĩ. Hình như có mắm ngọt, có mắm me đây nữa nè. Muốn thêm thì thêm. Đó là sa tế chị. Sa tế đó chị. Mắm me là cái chai này nè. Đặc biệt là món này ăn với lại cải chua. Cải chua xào rồi, đã qua chế biến. Em không thích ăn cải chua nên không ăn đâu. Nhưng mà thật sự là món này rất là ngon. Nhưng mà cái lòng này nấu rất là mềm á. Nó mềm. Nó mềm mà nó vẫn còn độ dai nhưng mà nó ăn nó sực. Thức này ngon mà, em tươi. Em cắn thử đi đúng không? Tươi, rất tươi nha. Nó dai hả? Đúng rồi. Mềm. Cái huyết này rất là nhiều người thích ăn á. Ngọt hết. Chứ nó không bị cứng á. Lần đầu tiên hủ tiếu hồ. Lần đầu tiên luôn á. Ừ. Thích. Ăn cũng hay. Nước dùng nó rất là đậm đặc á. Đậm đà. Đậm đà. Thơm lắm. Đậm. Và nếu như bạn muốn ăn món hủ tiếu hồ này thì đến với số là 234 237 237 Cao Văn Lầu quận 6 để thưởng thức. Gần Chợ Lớn. Ăn không mất hành sao ngon được ta. Rồi. Em thấy siêu ngon. Một tô quen gì cũng thế. Nó nhạt nhẽo quá. Ừ, một tô không hành. Nãy vô của nó tô chi là cái tô tròn chuồng. Bất ngờ, ủa tròn chuồng là cái gì? Em thấy tô mình có chỉnh chuồng không? Có. Em tô mình là đặc chuẩn đó. Nhìn nó có đặc sắc đúng không cô? Ừ, nhìn nó có một cái màu mè. Nó nhạt nhẽo ghê á. Em không hành. Nhạt nhẽo. Và tiếp theo là hủ tiếu nai. Hủ tiếu nai. Hủ tiếu xù rất hấp dẫn. Thì đây, mình có một tô sa tế, hủ tiếu sa tế nai. Cái nước đẹp ha. Wow, cái nước này như kiểu là nước của hủ tiếu Mỹ Tho ấy. Gì bà? Sao biết vậy? Không, tại vì nói thôi. Này hủ tiếu giống, cái màu nó giống màu sa tế. Nhưng mà nó không cay ha, gọi là sa tế mà nó lại không cay. Nó hơi the thôi. Và đặc biệt mình sẽ ăn chung với thịt nai. Xưa giờ chỉ mới ăn khô nai chứ chưa ăn thịt nai nha. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thịt nai khác gì so với heo ta? Nó ngọt hơn, nó mềm hơn. Mềm. Ăn giống kiểu thịt bò á. Nó mềm vậy. Mềm hơn, thịt bò còn mềm còn dai á. Nai nó mềm hơn thịt bò nữa. Đồ ăn người Hoa, cô cảm thấy cô rất thích đồ ăn đồ ăn người Hoa là như vậy. Nhưng mà hủ tiếu sa tế nai gốc của nó là của người gì? Người Hoa, em nghĩ là người Hoa mà. Gốc người Hoa luôn á hả? Ừ. Nhưng mà nước ở đây nó lại hơi ngọt ngọt. Mà điểm đặc biệt đó là có dưa leo. Ha. Cái lần đầu tiên ăn hủ tiếu mà bỏ dưa leo á. Có cả húng. Ngộ nghĩnh. Ồ. Ngon quá, cái nước cái này ăn khá là ngon luôn á. Cộng hủ tiếu nó cũng to hơn cộng hủ tiếu bình thường của mình. Này là hủ tiếu mềm. Em tưởng đây là cục phở chứ. Hồi nãy lúc mở ngoài chị thấy là cái hủ tiếu của nó có bột á. Đây, cái đó qua tới đây. Cái này là hủ tiếu mềm. Thì mấy bạn hay ăn đồ người Hoa, các bạn sẽ người ta hỏi sẽ hỏi là ăn hủ tiếu da, hủ tiếu mềm. Nước sốt của nó như kiểu có thịt bằm á. Đúng không, em ăn có thấy lợn cận không? Có. Nhưng mà em nghĩ là đó là thịt nai đấy. Nai mà người ta... Khi mà người ta trụng á, nó ra một cái bột á. Nhìn như là bọt kho á. Ý chang bọt kho. Đúng rồi, nhắc mà nhớ. Cái nước này giống nước bò kho này. Nhưng mà nó ngọt, nước này nó ngọt. Ngọt mà nó hơi nhạt nhạt ấy. Chứ nó không bị mặn như là nước lúc nãy. Nhưng mà hơi ít nai. Nai mắt má ơi. Nhưng gọi thêm món này nữa. Tại vì mình biết là hai con mẹ này chưa ăn hủ tiếu thập cẩm người Hoa bao giờ đâu. Ăn đi. Thấy lạ lạ nè. Nước siêu ngon. Nó khác gì với hủ tiếu của người Việt nhỉ? Thử cái nước này vào ta. Tông bắt luôn các bạn. Nước nó rất là thơm. Nước sườn.
nước nó ngọt khủng khiếp luôn á. Nè với lại đặc biệt nè, ăn mì đi, mì này là mì da. Siêu ăn mì này rồi, mì này là hay có ở mấy cái quán. Mì này là mì người ta tự làm. Đặc biệt là ở đây có bong bóng cá nữa. Bong bóng cá hả? Ừ, cái này gọi là da lợn phồng nha. Ừ, da lợn. Ừ. Nhưng mà phải ăn lúc mà nó còn nóng á. Chứ một lúc sau nó khô nó sẽ bị ôi đúng. Cái cổng bóng tiếu này nhìn. Mì. Chợ mì này. Nó lạ quá. Nó bùi bùi. Chị chưa ăn sợ này bao giờ? Nó bùi bùi, nó béo béo chưa? À, ở bên dưới là hủ tiếu mềm. Hủ tiếu mềm, ở bên trên là mì. Trong đây có những cái topping giống như kiểu của hủ tiếu người Việt này. Nhưng mà nó chỉ khác mỗi cái là nó có cái này là... da heo hay bong bóng cá gì đấy. Với lại nhiều lắm á. Cộng với lại wow, gà hủ dồn. Tàu hủ chiên chứ. Dồn cá, dồn nhân cá. Tàu hủ có nhớ. Giá một tô như vậy là 40-45 á. 45. Một tô là 40, tô là 45. Ừ, ngon mà. Thật sự đồ người Hoa ăn rất là mát. Nói thật, nhưng mà ở đây mình thấy giá gì là cũng ok. Bởi vì căn bản là những cái đồ người Hoa mình thấy chế biến rất là cầu kỳ. Đó là lý do mà họ làm cái nước dùng nó hơi thiên vị vị ngọt á. Không nhận là đồ ăn rất ngon các bạn ạ. Quăng ngon, dễ sợ. Kiểu như mình không biết sao chứ. Nhưng mà tụi mình kiểu cũng khẩu vị kiểu hơi thiên về miền Nam á. Cho nên là đồ qua khu người Hoa ăn thấy cái gì cũng ngon. Thì mình có mức giá là quán này sẽ nằm ở số là 331 đường Lê Quang Sung, quận 6. Cứ ăn đồ ăn người Hoa là qua khu quận 5, quận 6. Ngon bá cháy. Quán này tên là Hưng Phát Ký hay gì đấy. Và mình nghe nói là quán này là một trong những cái quán mà lâu đời và nổi tiếng. Tại cái khu này về hủ tiếu. Tại cái khu này rồi. Thôi bà, ăn tiếp đi nè. Đó, bà mới mang kiến thức của bà đi. Đây. Còn ăn để kiểm chứng rồi nè. Hai đứa mình ăn. Rồi, đó, và mình sẽ ăn xong mình sẽ qua quán tiếp theo. Đúng rồi, bà biết quán sau là quán gì. Có bông tôm nè. Hay nay giờ bà nội. Món thứ ba là món hủ tiếu cá. Phải không ta? Hủ tiếu cá. Cái này là mì, ta vẫn gọi là mì. Thật sự, nó vẫn là noodle thôi các bạn. Mặc dù là cũng là xương hầm các thứ. Nước thì này thì lại không ngọt, không mặt mấy. Nó hơi nhạt. Đúng rồi, chắc là nấu do cá. Em mà cái sợi mì ăn lạ lắm. Kiểu nó hơi giống còn bún tươi mà bún nhỏ xíu á ha. Nhưng mà nó lại mềm, trong bún ăn liền á. Ừ, mà nó lại có mùi bột mì. Đặc biệt đây là cá, mình cảm thấy miếng cá đây rất là hấp dẫn. Đây. Tươi dễ sợ luôn á. Ừ, nhìn tươi. Cái thịt cá này giòn quá. Cá này cái gì vậy? Em không biết đâu. Cá này dai quá. Cá này là đúng là kiểu cá tươi á. Nhưng mà nó không hấp tanh. Người Hoa là cái nôi của hủ tiếu cho nên là người ta có rất là nhiều loại hủ tiếu. Hủ tiếu chỉ, rồi hủ tiếu tươi, rồi hủ tiếu mềm. Cái này rất là mì. Nhưng mà nó màu trắng. Cho nên là nếu mà không nói mì thì mình cũng chả biết. Từ nãy giờ mình ăn 3 món rồi mà không món nào giống món nào cả. Đúng rồi. Kiểu cá này hơi cá biển á, ăn nó kiểu nó sùng sùng. Chị nghĩ con cá này chắc nó bự lắm luôn á. Cá này ăn ngon thiệt. Cá này nó không quá ngọt, thật chứ không quá ngọt. Thì nó nhạt nhạt thôi. Mà ăn dai dai như thịt heo á. Nó dai dai, biết mà cái da nó lại giòn. Cho hỏi cá là cá gì vậy? Cá gọc á. Cá gọc. Cá gọc là cá biển á. Cá gọc. Cá gọc là cá biển. Giờ bà này nói cá gọc cũng biết cá gì đâu. Nói chung là món này nó vị nó thanh hơn. Là những cái món mạch hủ tiếu từ thịt, hủ tiếu cá nó thanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà đối với những người mà không thích mùi cá thì có thể là sẽ không quen ăn bởi vì mùi cá rất là nhiều. Nó hơi nhiều, đúng rồi. Nhiều những người đó sẽ nói là tanh mà ngon, không nhận ngon. Mấy món này lạ quá, tại vì thật sự hôm nay á là tụi mình có ăn tới 3 loại cho nên là cũng hơi bị no. Nhưng mà vẫn cố gắng hết sức để cảm nhận hương vị để review. Nói chung là có rất là nhiều cái biến thể sáng tạo á, người Hoa nấu ăn. Thật sự là người ta nói là ở nhà Tàu, ở nhà Tây. Ở nhà Tây, ăn lấy đồ, vợ Nhật, ăn đồ Tàu. Ăn đồ Tàu. Đó. Văn hóa ẩm thực người Hoa. Người Hoa rất là tinh tế. Mà tụi mình chưa khám phá được hết đâu trong một số này. Cho nên đây là một cái số nhỏ thôi, sắp tới có thể sẽ có nữa. Đó vậy thôi. Video tụi mình tới đây là lập tức. Nếu các bạn thấy video này hay đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ hôm nay ăn gì. Trời hôm nay. Nó đêm nó mưa nè, đây coi đầu tóc tôi đây. Quên cả một ngày luôn, quên cả một cái số này luôn đi ta có liên tục mà mưa. Chỉ cần đi ra đường mưa là mưa. Kinh khủng luôn. Ở trong quán ngồi hết mưa rồi, tí thôi ra rồi lại mưa tiếp. Mà ngồi quay tội nghiệp chứ mà quay phim nó mưa tạt ướt hết luôn, tội nghiệp thằng nhỏ. Các bạn like video này nhé, subscribe cho hôm nay gì.